Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã lại với góc nuôi cá của mình. Mình mới vừa giới thiệu cho mọi người ha. Hôm qua thì chắc ngày hôm qua hoặc vài ngày trước gì đó, có thể là video này mình sẽ đăng sau cái video mà mình giới thiệu cái bầy rồng ri bông để làm giống cho mọi người ha. Mình sẽ đăng sau tầm khoảng ngày 2 ngày gì đó. Thì khi mà các bạn xem được video này thì mình sẽ dẫn các bạn trong ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cập nhật lại những cái bầy cá bảy màu tơ của mình. Thì như cái bầy này nó cũng là rồng ri bông nhưng mà tầm 1 tháng hơn nữa, bầy này mới vừa có 1 tháng tuổi thôi, chưa hiện trống mái gì hết, hơn 1 tháng nữa mình mới có là share cho mọi người tiếp tục được ha. Và cũng như cái bầy kia thôi ha, tình hình nó cũng tương tự, là tóm lại là cho bạn xem trước view sơ cho bạn xem thì mình sẽ cho tụi nó ăn Artemia nha. Cố ý ấp dư Artemia cho mấy con beta con á để mà form cho tụi này luôn. Cử này là cử phụ nè. Các bạn có thể là ngày cho cá ăn 3 cử, cử phụ các bạn có thể chiên Artemia rồi vô cũng được. Trời mà nắng ngon rồi á, bạn cho ăn đồ tươi vô cho cá nó sung. Đó, chưa các bạn thấy không? Cá rất là tơ, chưa hiện trống mái gì hết. Ha, tầm khoảng 1 tháng hơn nữa mình mới có là share tiếp cho mọi người được nữa. Thì hàng ri bông nha, đối với hàng ri bông. Còn hàng ấy nữa, mình còn đây, đây là cũng một bầy ri bông nữa nè mọi người. Bầy này còn tơ hơn nữa. Bầy này chưa được 1 tháng tuổi. Ha. Bầy này hình như là rồng Indo nha, rồng Indo. Đó. À, bên đây mình cũng còn một bầy nữa, cũng ri bông, cũng tầm khoảng 1 tháng nữa. Bầy này với cái bầy trên hồ kiến hồi nãy là nó một cỡ, nó một cỡ xê xích nhau 2 3 ngày vậy đó, nhưng mà cái bầy này thấy nó màu lớn hơn ha. Cái hồ mình các bạn thấy hơi tím tím không, tại vì có mấy ngày mà mình vô trùng á, mình có sẵn mình có trùng cái mình hứng á, mình cho nó ăn cái thấy nó làm như nó muốn không tiêu á, muốn đi phân trắng á, thành ra là mình vô kháng sinh, mình vô tay tra để mình ngừa cho tụi nó. Đó, đây là một bầy rồng Indo nha, hàng này là hàng ấy nha mọi người, đẹp nha, cá bầy này rất là đẹp luôn, rất là căng kia, rất là đẹp, quay bung rồi các kiểu. Bầy này thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi tuổi nè. Ai thích thì có việc là ấy bài này nha, bắt bài này cũng được, giá như cũ 80.000 nha mọi người. Cá tơ nhưng mà rất là đẹp, cá tơ nhưng mà rất là đẹp nha, giá vẫn như cũ cho mọi người luôn. Không, các bạn thấy có mấy máy rất là đẹp. Máy của nó bên đây nè, máy đó nè ha. Ngoài này thì chỉ còn cái bài này là size hơi lớn chút thôi, còn như là size nhỏ 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 không nha các bạn, còn như là size nhỏ nhỏ không thôi. Artemia hơi ít, Artemia hơi ít, thành ra chia nó sẽ không đều, không không mấy. Đây, đây cũng là một bầy ri bông đó nè, ha, size nhỏ chiếu, rất là nhỏ ngày tháng, bầy này chưa được 1 tháng tuổi, ha, lên còn chưa biết con nào trống con nào mái nữa, mà nhìn con nào con nấy về thòn, ha, hàng ri bông nó vậy đó, tôi ở cái độ tuổi này nè, các bạn nhìn nó rất là dài, ha. Nhìn nó rất là dài. Cố gắng dưỡng cho nó mập mập lên chút nó mới bung nha, để nó ốm quá nó dở lắm, nhìn cái tính trạng nó dài nhìn nó không mê, thành ra là mình hay mê mấy cái bộ mà ấy hơn, mấy cái bộ mà như vậy thôi ha. Hoặc là mình mê ngắm cái bộ mà này nè, đây nè nè, cái bộ này của mình. Ồ, nhà có khách, thành ra mấy con bé nó sổ quá. Đó, chỉ có hàng sọt và hàng BDS khi mà cá tơ thì các bạn nuôi nó mấy 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 cái dạng mà mập mập nổi thôi. À, mình còn thả cá beta vô nữa, beta bị si cà que si cà he gì đó hơi ốm, thành ra mình thả chung cho nó sung. Đó, bộ này rất là mập ú hàng sọt nè ha. À, quên, ở dưới này mình còn một bầy,
Nè mọi người thấy không? Có chuyện rồi. Để mình vô thuốc mới được. Coi bộ là cái kiểu này là ngày hôm qua mình đánh trùng nó bị sình bụng. Hôm qua mình cho hồi hôm qua hôm kia mình cho mình có trùng á, mình vét ba cặn trùng của Beta dư dư á, mình cho tụi nó ăn luôn. Là nó ấy đó, mồi lạ mà đưa vô mà con nó ăn nhiều dễ bị lắm. Để mình cho thuốc cho nó, để mình cho thuốc chứ không ổn nha, không ổn. Cho kháng sinh vô chứ để bị đường ruột hết. Đây để mình giới thiệu cho mọi người. Hồi nãy vô quên cho cái bài này, đáng lẽ dành cho bài này, bài này nay lên đầu nè mọi người. Bài này lại bắt đầu lên đầu à, này thấy nó ú nè, hôm bữa trên đường nó hơi ốm, có nói là không tin với bài này. Các bạn đoán có bao nhiêu ngày tuổi? Bài này của mình hình như là mới có 14 ngày tuổi, 14 ngày tuổi à, chưa được chứ, mới đẻ đây mà chưa được, chưa được 14 ngày, chừng 12 13 ngày tuổi, 12 ngày tuổi. Nhìn thấy nó giống như 20 ngày tuổi dễ sợ, thả ra nó bung đó, bắt đầu là lên đầu ửng rồi đó. Ngày hôm qua là các bạn, ngày hôm qua là mình xem là chưa có ửng luôn á, nay là nó ửng luôn á. Cái này mình nói thật nha, ngày hôm qua mình cho ăn là chưa có ửng mạnh gì đâu, nó hơi hơi thôi, nó hơi hơi như cái con này nè. Nó nhiều con, mấy con mà lên có một hai con à, chứ không phải lên dày. Để coi, coi quan sát cái bài này coi nó lên đầu như thế nào. Hả, chịu ăn lắm, nó không chịu ăn lắm. Bên đây mình còn bài nè, hơi bị tơ và cũng hơi bị ngon luôn. Bạn thấy nhỏ chiếu mà lên đầu sâu ghê chưa? Bầy anh của cái bầy này nè mọi người, bầy anh bầy chị nè, đẻ bầy này trước rồi 20 ngày sau là đẻ bầy này. Bầy này nay mới có 1 tháng tuổi chứ gì, bạn thấy là bạn biết mới có 1 tháng tuổi gì, thì 20 ngày sau thì bầy này làm gì có mà 20 ngày, đúng không? Một con mái đẻ đó nha. Đây mình còn bầy đang thui đùi lùi đây nữa nè. Thì sáng giờ mình dọn ha, nè ngâm cái hồ này là mình mới vừa tém xong hết, mình ngâm mấy cái hồ kia mình dọn mình chà kìa, các bạn thấy không, chà đem ra phơi nắng kìa, các bạn thấy không, ở ngoài đó đó phơi nắng vài ngày đem vô, rồi vô nước rồi trữ nước sẵn rồi đó, rồi mới ấy trữ nước sẵn rồi mới là thả cá, có cá rồi ra có con. Thì tại vì mình cũng nè có mấy bầy này là ra được rồi nè, ra được rồi nè, cá cứng rồi nè, ra được rồi nè, các bạn thấy không đó, thì có hồ sẵn hết rồi đó, đó một cái khay ở dưới đó, với lại mình có trữ nước ở một cái khay này nè, đó là sẽ ra hai bầy đó ở hai cái khay đó ha. Tóm lại thì hổm rày nó cũng mấy mọi người, dàn cá của mình nó cũng rãng nhiều, không phải mình xe nhiều á, chứ không phải là nó hao hụt gì đâu nha, mình xem nhiều. Với lại mình cũng lọc lại, mình lọc lại cái bài nào mà thấy xấu xấu mình dạt hết đó, với lại chủ yếu để mấy bài cá tiềm năng lại nhiều. Thì như là hai cái bài mà rồng Thái ri bông với rồng Indo ri bông mình giới thiệu ở cái video trước á, thì hai cái bộ đó nó thật với mọi người thì rất là phù hợp cho mọi người để mà làm giống thật sự luôn ha. Mình cũng sẽ chuẩn bị là mình sẽ soạn, mình sẽ bắt lại giống ở trong hai bầy đó, một tới hai cặp, một tới hai cặp của mỗi bầy để mình để giống thêm ha. Xe cho mọi người là xe cá giống, mà các bạn biết cá giống nếu mà nói về cái rồng Thái ở trên kia 200 ngàn một cặp thì rất là rẻ, nó thẳng rất là rẻ luôn, các bạn bước ra bạn mua một cặp cá giống rồi làm rất là rẻ, rất là phù hợp với túi tiền của nhiều bạn ha. Rồng Indo thì chỉ có 150 thôi, do là size nó rất là tơ, cái size nó còn rất là nhỏ luôn, mới có 1 tháng rưỡi tuổi chứ gì, chưa được 2 tháng tuổi nữa đó.
về dưỡng thêm tháng nữa là ép ngon lành, thành ra là nó có giá 150. Thôi nhắc tới nhắc lui hoài thì bạn thấy bạn cũng đánh giá được con cá rồi, mình không cần phải giới thiệu gì thêm nhiều đâu ha. Đó, hiện tại thì góc nuôi cá của mình là mình tạm là nó tạm sắp đặt là nó như vậy, tạm thời ha, setup tạm thời là nó như vậy. Mình còn soạn soạn đồ rất là nhiều thứ ha, còn đổi rồi rất là nhiều thứ, mình còn khay trống đồ cũng khá là nhiều để mà mình để dành mình lên các con rồi khá là nhiều đó. Bài này thì bài BDS nè, rồng đỏ đó, Indo BDS nè đó, bài rồng BDS, rồng đỏ Indo BDS thì size cũng còn rất là tơ, nhưng mà bài này nó sung, rất là sung, nó bung sớm ha, mình tách ống đem lên mình form đó, có ạc trơ mê để cho ăn ạc trơ mê, bây giờ mình cũng có áp ạc trơ mê đó. Để mình vô chiều nay để mình làm thêm mẻ nữa ha, chiều nay mình làm thêm mẻ nữa để mà cho cá ăn ha. Rồi bye bye mọi người nha. À quên, để dẫn mọi người đi thăm lại cái bầy cá giống già của mình, hết hồn chưa, bầy cá giống của BDS Hamun. Hay con cá mái không mọi người, chà bá lửa luôn thấy chưa, nhưng mà nó hết đẻ rồi đó, hết đẻ rồi, già quá rồi, đẻ hết nổi rồi. À, thôi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.